Đi ăn buffet lẩu mà toàn ăn đồ ngọt như mình thì chắc các nhà hàng vui lắm nhở. Lần đầu đi ăn lẩu mà thấy hơi bất ngờ vì các bạn nhân viên ở đây khá là nhàn nha. Vì các khay đồ ăn đầy đặn và đa dạng có sẵn trên băng chuyền đi qua tất cả các bàn. Rồi ai mà thêm 19 cành nâng cấp lên menu toa hạng nhất như mình. Có ngay tàu siêu tốc ship thịt và hải sản cao cấp đến tận bàn. Mình còn phải đứng lên ngồi xuống lấy đồ ăn vất vả hơn các bạn nhân viên luôn cơ mà. Ban đầu mình bảo ăn đồ ngọt thoải mái như vậy vì mình mua vé buffet ngọt có 29 cành thôi. Menu quán thì có 6 loại nước lẩu Đài Loan. Thấy nhiều bạn recommend chọn lẩu Thái và lẩu sâm sữa. Toa hạng nhất như mình gồm toàn thịt bò và hải sản cao cấp, còn tươi ngon nữa. Trong hai loại nước lẩu mình vẫn thích lẩu Thái hơn. Nó không bị cay quá hay là chua quá, vị chua khá là nhẹ nên bạn nào không thích ăn mặn thì khá là hợp nha. Mà ở đây có quầy pha nước chấm Đài Loan đa dạng phết, thoải mái mà sáng tạo. Còn có thêm mấy món khai vị như chân gà này cũng ổn áp phết. Mình khá là thích ăn kiểu lẩu băng chuyền như này. Ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, lấy mỗi lần một tí, nó sẽ không bị nhiều hay là lãng phí quá ấy. Và điều thích nhất là đi ăn hải sản có người bóc tôm cho. Sự khác nhau giữa tôm ngon và tôm không ngon là ở đây chứ đâu nữa. Hải sản cũng có nước chấm riêng khỏi lăn tăn. Đi ăn có bạn có bè là nó màu mè như này đấy. Mình thì ăn vội ăn vàng nhanh nhanh để còn ăn kem nữa. Quầy kem mình đếm có tầm 8 loại, có thêm mấy loại bánh quế và kẹo sắc lên kem. Không thể thiếu các loại hoa quả, pudding và bánh mochi. Thêm một điều cuối cùng là không gian ở đây sạch sẽ và sang chảnh phết. Không đưa người yêu đi hẹn hò là phí đó nha.